Rồi chào mọi người đã quay lại kênh của tôi. Hôm nay tôi sẽ quay cho các bạn xem thông tin và anh về chuẩn bị làm thịt gà. Đây đang nướng gà, lông gà. Gà rất là to. Gà khổng lồ luôn. Bò trong cái nồi này, bằng cái nồi luôn. Thế hôm anh về, anh chơi. Phút mắt ạ. Hai người này chuyên làm thịt gà ở nhà hàng. Hai phần liên hệ với tùy. Và về chẳng hạn nhưng mà phút có là chẳng hạn gì dầu chuyên lọc ra nó rò sẵn rồi đấy dầu về rồi ơi gà này tắt gà nằm ổn như thế này còn như là cạo hầu cực cũng mà tèo mày rồi cả không lồ không lồ quá xem cầm như này để dùng đi đây cầm như này rồi nên với chân hai sơ ra một cuộc đời cầm như không lòng đã quay hào đây mà ơ quay hào hai người nhu gà, lông gà, bằng thơ luôn. Cách nấu như thế nào? Âm nó nhờ đi. Âm à? Tuyên. Với âm hà tục. Khẽ phơi với đi đi vậy. Có gì? Lâu rồi nãy. Không quay được lại gì. Năm cái phôi hết á. Cho mát ra. Đây là anh về. Cái phôi cọc là vậy. Phôi có dao này nữa. Dao nữa. Dao. Lê đi. Ai gì phong bà này. Tâm ta hà vậy. Đè là bò nhá. Không phát. Rồi bên. Gà này bị khuyết tật. Không đi được. Nè nè. Về bia về mà đây là cái này này cái hàng này cái này 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 này cái